Chào tất cả các em ha. Thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ các em cái cách để chúng ta học trực tuyến bằng phần mềm Zoom trên điện thoại ha. Thì đầu tiên á, các em phải tải cái app Zoom về nha. Giả sử các bạn chưa có app Zoom á, thì các bạn có thể lên set play các bạn tải về. Còn các bạn nào dùng iPhone á, thì chúng ta có thể dùng App Store chúng ta tải về ha. Còn thầy thì dùng Android thì lên set play tải về ha. Rồi thầy gọi vô là Zoom ha, Zoom Cloud Meeting ha các bạn ha. Đây. Thì chúng ta sẽ click vô, chúng ta đánh hành cài đặt vô các bạn ha. Đó. Thì các em chờ trong giây lát ha. Thì cái app Zoom Cloud Meeting này của chúng ta sẽ cài đặt thành công ha. Sau khi cài đặt xong á, thì các em tiến hành vô cái app này nè, các em tiến hành mở lên ha. Rồi, chúng ta tiến hành tham gia cuộc họp với một yêu cầu các em phải có ID và mật khẩu cuộc họp. Thì ở đây chúng ta sẽ nhập cái ID và mật khẩu mà thầy cô đã gửi cho các em qua Zalo hoặc là Facebook gì đó ha. Thí dụ ở đây thầy sẽ nhập một cái ID mà được thầy Kiên đã gửi qua Zalo nè, thầy copy cái ID này ha. Rồi, thầy sẽ dán vào cái ID cuộc họp này. Đó, thầy dán vô. Rồi tiếp theo là cái phần thông tin cá nhân. Thì các em lưu ý rằng khi chúng ta đăng nhập vô một lớp học nào đó thì các em hãy đặt đúng tên và đứng lớp của mình nha. Giả sử thầy đặt là một học sinh Nguyễn Văn A nè, Nguyễn Văn A chẳng hạn, Văn A đó, Nguyễn Văn A 84 chẳng hạn. Đó, như vậy thì đầy đủ thông tin như vậy. Khi mà các em join vô cái lớp thì thầy cô sẽ chấp nhận cho các em vô nha. Còn không có đúng thông tin đó, thì chắc chắn rằng các em sẽ không được vô lớp học đâu. Rồi ok, chúng ta hãy chắc chắn rằng thông tin đúng rồi. Như vậy sau khi chúng ta kiểm tra ID đúng và thông tin cá nhân của mình đúng ha, các em bấm tiến hành tham gia lớp học. Tiếp theo bây giờ chúng ta hãy nhập mật khẩu cuộc họp vô nha. Thì ở đây á, là cái mật khẩu này các em lấy trong Zalo mà thầy cô đã gửi cho các em. Giả sử cái mật khẩu cuộc họp này là 123456 ha. Bây giờ thầy Kiên sẽ nhập mật khẩu vô là từ 1 đến 6 nha các bạn. 123456 rồi mình ấn ok là mình vào đầu cuộc họp rồi các bạn ha. Khi các em bước vào được phòng học thì các em hãy lưu ý vấn đề sau. Thì các em có thể là kết nối âm thanh để chúng ta nghe âm thanh cho rõ ha. Wi-Fi hoặc dữ liệu di động nè, ta click vào đây là chúng ta kết nối được âm thanh ha. Rồi ông tính cho phép nè các bạn. Rồi ok. Các em có thể tắt mic ha. Khi nào chúng ta có nhu cầu phát biểu ý kiến thì chúng ta hãy mở lên nha các bạn. Ha, chúng ta đã nhận được âm thanh ha. Các phần tiếp theo thì các em lưu ý là ông ta phải bật camera lên để cho thầy cô quan sát nha. Rồi chúng ta cho đã hiểu. Đó, ấn cho phép cái camera của mình ha. Đó, đó hai nè. Đó. Cái ngón tay của thầy nè mấy em. Đó, được không nào? Đó, bật camera lên cho thầy cô quan sát nha. Các em chúng ta muốn phát biểu cho thầy cô biết á, thì các em có thể vào nút dưới cùng ở màn hình và phía bên tay phải, các em nhấp vào chữ khác và các em thực hiện là giơ tay để thầy cô biết được các em đang có ý kiến phát biểu. Rồi, đơn giản như vậy thôi nha mấy em. Rồi, xin chào tất cả các em. Chúc tất cả các em thành công và học tập thật tốt. Hy vọng những chia sẻ này rất hữu ích với các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để nhận được những chia sẻ tiếp theo nhé.